Quý vị thân mến, một căn nhà địa chỉ mặt ngõ thông có thể kinh doanh nhỏ sẽ là nội dung chính mà em Thiện muốn gửi tới quý vị trong video ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn xem nhà bán trên kênh Thiện Đất, bán nhà đất Hà Nội. Ngoài ra thì còn rất nhiều bất động sản mới chưa kịp đăng lên hết. Kính mời quý vị quan tâm thì sẽ bấm đăng ký kênh hoặc là gọi điện thoại 0962 802 792 để đặt hàng nhà đẹp Hà Nội nhé. Như quý vị đang xem thì nhà bên cạnh đang là một cửa hiệu tạp hóa nhỏ. Xung quanh thì còn có cả tiệm tóc này, buôn bán xe máy vân vân. Nói có sách, mách có chứng. Đánh giá nhà mình là vừa ở, vừa kết hợp kinh doanh nhỏ là hoàn toàn có cơ sở. Tất nhiên thì ở đây chỉ là dạng kinh doanh nhỏ lẻ thôi. Tuy nhiên thì nó cũng là một lợi thế lớn so với các căn cùng khoảng tiền. Ở đây xây mới 4 căn, đang hoàn thiện thì bán 2, còn lại 2. Cả cái nhà tạp hóa bên cạnh mình thì người ta cũng quan sát chất lượng, theo dõi và mua từ trước để thay đổi một số thứ theo ý họ. Em sẽ quay tổng thể cái mặt tiền cho quý vị xem nhé. Tất cả ở đây đều riêng biệt về xây dựng cũng như là sổ sách giấy tờ. Thêm nữa thì đây là địa chỉ mặt ngõ. Mặt ngõ nha quý vị, không vào ngách hay là hẻm gì cả. Nhà thì rất là dễ tìm, nổ địa chỉ một cái là vào tận nơi ngay. Theo phong thủy thì nhà mình cũng thuộc ngõ thông và có rất nhiều đường để đi vào nhà. Ngõ trước nhà thì rộng chừng xấp xỉ 3 mét, khá là thoáng mát và sạch sẽ. Ở đây thì nhà có thửa đất và thiết kế tương tự nhau. Xem một căn là chúng ta có thể hình dung ra cả 4 căn luôn. Diện tích là 42 và 42,2 mét vuông một căn. Đây là diện tích được công nhận trên sổ đỏ. Chiều ngang là 3m75. Căn nào cũng hơn ở hậu một chút. Nhà thì có pháp lý tốt với sổ sách giấy tờ chính chủ và đầy đủ. Công chứng sang tên thì trong vòng nửa tiếng là xong thôi. Không có quy hoạch, không tranh chấp, không bị ngăn trở gì. Giao dịch an toàn và đảm bảo. Một đặc điểm nữa là tất cả các căn này thì đều có hai mặt thoáng. Như căn này thì có cái khe thoáng sau để mở cửa sổ, có thể trồng cây hoặc là để hoa, lắp điều hòa ở ban công, vân vân. Căn lô góc thì có mặt thoáng bên, còn căn ở giữa thì có thoáng sau. Nói chung thì căn nào cũng có cái hay của nó cả. Ai đến sớm thì sẽ được lựa chọn theo ý mình. Nhà ở riêng lẻ này thì được làm với thiết kế truyền thống, nghĩa là cầu thang ở giữa, chia mỗi tầng 2 phòng. Tuy nhiên thì cái kích thước cầu thang này, vệ sinh này, phòng ngốc này đều được tính toán hợp lý với thửa đất và thuận tiện cho cuộc sống sinh hoạt. Cả về sử dụng và cả về phong thủy thì đều có thể yên tâm được. Như vậy thì mua nhà này chúng ta sẽ có một phòng thờ, 4 phòng ngủ, bếp ở tầng 1, sân phơi thì ở tầng 5. Nhà thì có trang bị cơ bản, có tủ bếp này, có thiết bị vệ sinh hiện đại này, có đường chờ đầy đủ. Về nội thất thì chủ mới sẽ tự sắm theo ý thích ạ. Bất động sản này được xây mới hoàn toàn năm 2021. Căn này thì được dọn dẹp qua rồi, chứ căn bên cạnh thì còn đang thi công một số hạng mục nho nhỏ. Ai mua thì vẫn có thể bố trí nhận nhà ngay. Tài sản nhà đất này thì có địa chỉ tại phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân. Ở đây thì ngay gần ngã ba giao cắt giữa Quan Nhân và Hoàng Ngân. Từ nhà mình chỉ đi vài trăm mét là sang Lê Văn Lương này, đường Láng này, phố Thái Thịnh hay là khu bệnh viện nội tiết. Nhà được xây dựng trên một thửa đất thổ cư đã ở từ rất lâu rồi. Dân cư ổn định, hòa đồng, mức sống cao. Từ văn hóa cho đến ứng xử đều rất là tình người. Như vậy là em Thiện đã vừa gửi đến quý vị những thước phim thực tế nhất về một căn nhà đất có địa chỉ tại Nhân Chính, quận Thanh Xuân. Nhà thì vừa ở, vừa kinh doanh nhỏ, xây mới, địa chỉ mặt ngõ dễ tìm. Về giá thì em Thiện xin ghi rõ ở phần mô tả video nha. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Chúc mọi người sẽ sớm tìm được căn nhà đẹp cho riêng mình.